Hi, xin chào các bạn, lại là bếp của Trinh đây. Hôm nay Trinh sẽ giới thiệu cho các bạn một món bánh từ chuối nhé. Chúng ta sẽ chọn những quả chuối mà không cần chín kỹ quá, vì chín kỹ khi chúng ta cắt ra nó sẽ bị nát. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng 2 quả trứng. Sau đó chúng ta khuấy đều 2 quả trứng này lên, thêm 1 thìa bột mì và tiếp tục khuấy đều hỗn hợp này lên. Chúng ta không cần phải cho các gia vị thêm vào, bởi vì tí nữa vị ngọt của chuối sẽ tan ra, làm vừa đẹp mọi người ạ. Chúng ta sẽ quét một lớp dầu ăn lên chảo, sau đó sẽ cho 3 miếng chuối vào rải đều trên chảo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ hỗn hợp trứng lúc nãy vừa khuấy đều lên trên. Và một thứ không thể thiếu mà trẻ em rất thích ăn đó là phô mai, chúng ta sẽ rải đều phô mai lên trên. Tí nữa phô mai tan chảy ra sẽ làm cho miếng bánh của chúng ta vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ mặt dưới đã rất là ok rồi, chúng ta sẽ cuộn bánh như cuộn trứng cuộn vậy. Chúng ta sẽ làm nhẹ tay và từ từ không thôi bánh sẽ bị nứt ra. Mọi người nhìn xem miếng bánh vàng óng đã cảm thấy ngon rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra, phô mai thì tan chảy, mùi hương của chuối thì bốc lên. Món bánh này làm rất là đơn giản đúng không nào? Mọi người có thời gian có thể làm cho con trẻ ăn nhé. Và bây giờ xin mời mọi người.